đây là một câu chuyện về sự thờ phượng trong tâm. Thờ phượng trong tâm có nghĩa là người mộ đạo hoặc theo đạo không dùng những thứ vật chất bên ngoài như bông hoa, nhang đèn, chuông mõ, hình tượng, thức ăn, vân vân để mà cúng dường. Quý vị có nhớ Arjuna không? Trong sách Bhagavad Gita có nhắc đến Arjuna là một đệ tử của Krishna. Arjuna rất thích những nghi thức thờ phượng thượng đế bề ngoài, vừa dài dòng, vừa có tính cách phô trương. Ông có một gian nhà từ đường rất rộng, trưng bày rất nhiều đèn nến. Ông dùng các lư đèn bằng vàng, bạc rất đẹp đẽ và quý giá. Hằng ngày, ông dành rất nhiều thời gian để tế lễ và tưởng niệm Đức Shiva. Ông có thể ngồi hàng giờ và rải hết cả một xe hoa tươi lên pháp tướng Đức Shiva. Quý vị biết Đức Shiva không? Một trong những vị thần đạo Ấn Độ. Đức Phạm Thiên, Vishnu và Shiva. Shiva là thần của sự hủy diệt. Thật ra, ông chỉ tiêu hủy kẻ gian tà, chứ không tiêu hủy người tốt. Arjuna có một người anh tên là Bhima. Người này không bao giờ ngồi lễ bái, cũng không bao giờ đến chùa. Ông thường hay nhắm mắt một vài phút trước khi dùng cơm, và chỉ dùng tâm để tưởng niệm Thượng Đế. Có thể là ông đang cúng dường hoặc niệm Phật hay gì đó. Arjuna nghĩ mình là một người vô cùng thành tâm sùng bái Thượng Đế và nghĩ anh Bhima của ông không có lòng thành, cho nên ông coi Bhima không ra gì cả. Đức Krishna biết được thái độ của Arjuna và muốn dạy đệ tử một bài học xứng đáng để anh ý thức được sự sai lầm của mình. Ông bèn rủ Arjuna cùng đi du ngoạn với ông đến núi Kailash, chỗ Đức Shiva cư ngụ. Trên đường đi, họ gặp một người đang đẩy một chiếc xe chất đầy các loại bông hoa. Arjuna hỏi người ấy mang hoa đi đâu, nhưng người đẩy xe chỉ lặng yên, có vẻ như rất chuyên chú vào công việc, rất là tập trung tư tưởng. Đức Krishna nói với Arjuna rằng: "Chúng ta hãy đi theo người này để xem anh ta làm gì." Arjuna bằng lòng và cả hai đi theo phía sau người nọ. Rồi họ thấy ông ta đổ xe hoa xuống bên cạnh một đống hoa thật lớn, lớn như cái núi đồi ở đạo tràng Tây Hồ vậy. Hai người cũng thấy hàng trăm chuyến xe nữa, tất cả đều chất đầy hoa, cũng đến cùng một chỗ và đều đổ xuống đó. Một đống hoa tươi cao như một cái núi nằm ở đó. Arjuna lại càng tò mò hơn nữa. Sau cùng không dằn lòng được, ông bèn hỏi những người kia rằng: "Xin cho tôi biết những xe hoa này từ đâu đến vậy?" Không ai thèm trả lời cả. Arjuna hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cuối cùng một người trả lời: "Thưa quý nhân, xin đừng làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đang bận lắm, không có thời giờ nói chuyện với người khác. Chúng tôi chỉ mới mang đến đây 750 chuyến hoa thôi. Còn hơn 750 chuyến nữa vẫn còn ở trong ngôi đền. Tất cả số hoa này là do Bhima, con của Bendu, cúng dường đức thần chúng tôi ngày hôm qua." Như vậy có nghĩa là cả núi hoa này chỉ là một nửa số hoa mà họ phải chở đi. Một nửa kia còn nằm một nơi nào đó trong đền thờ. Tất cả số hoa này là từ Bhima, anh của Arjuna. Một người lười biếng, không bao giờ đi chùa, không bao giờ thấy thờ phượng Thượng Đế, không bao giờ làm gì cả, chưa bao giờ mang một cành hoa, một nén hương đến cúng dường Đức Thánh Thần. Một người mà Arjuna khinh bỉ là vô dụng, vô đạo, không có lòng cống hiến Thượng Đế. Một người trả lời: "Bây giờ chỉ còn 4 tiếng nữa là tới giờ Bhima cúng dường cho ngày hôm nay. Và trước giờ đó, chúng tôi phải chở cho hết số hoa đi. Mỗi ngày Bhima cúng dường thì có cả một núi hoa mang tới." Vì thế, mỗi ngày sau khi ông cúng dường xong thì họ phải dẹp số hoa đó đi. Thấy vậy, Arjuna vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: "Ông đang nói Bhima hay Arjuna vậy? Chắc ông không lầm chứ? Ông muốn nói Arjuna phải không? Arjuna, không phải Bhima. Ông bạn nghĩ lại đi, nghĩ lại đi coi. Ông lầm rồi. Tên của người đó là Arjuna. Arjuna, nhất định là như vậy." Người nọ trả lời: "Ồ, đừng nói tới Arjuna. Không, 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 không phải người đó.
Chính Bhima là người thờ lạy long trọng với tấm lòng cống hiến cao tột như vậy, không phải người em Arjuna. Nó chỉ có thờ lạy bề ngoài mà thôi. Đúng lúc đó, một người khác đến mang một giỏ hoa. Ngài Krishna cố ý hỏi người đó, chứ không phải là ông không biết. À, anh bạn ơi, hoa này do ai cúng dường vậy? Dĩ nhiên, quý vị biết câu trả lời là gì rồi. Người nọ trả lời rằng, hoa này là do một người hay phô trương sống trên trái đất này cúng dường ngày hôm qua, tên là Arjuna. Hắn chỉ khoa trương sự cúng dường của hắn mà không có sự thương yêu và thờ phượng thật lòng. Chỉ có một giỏ hoa mà nói cả ngày. Arjuna mắc cỡ, cúi đầu, nói với Đức Krishna rằng, ôi Krishna, tại sao ngài đưa con đến đây? Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Lẽ ra lúc ở nhà, ngài cũng có thể nói thẳng cho con biết những khuyết điểm của con, tính tự phụ của con, sự giả dối, phô trương của con. Như thế chúng ta khỏi phải mất công, phiền phức như vậy. Con công nhận là con rất đề cao sự thờ phượng, cống hiến của con, nên đã coi thường Bhima. Bây giờ con đã liễu ngộ được rằng sự tọa thiền ngắn ngủi của Bhima, nhưng với tấm lòng thành tâm cống hiến còn cao quý hơn cả mọi sự sùng bái lộ liễu khoe khoang suốt cả ngày của con. Đức Krishna mỉm cười yên lặng. Cho nên bên trong của chúng ta, ngôi chùa mà không phải là chùa, chúng ta không để ý gì đến bông hoa, hương đèn, trống mõ hay bất cứ gì khác. Chúng ta chỉ cần sự thành tâm và lòng cống hiến bên trong là đủ. Vì thế, tôi đã bảo quý vị là hãy chú tâm tọa thiền, không cần phô trương bên ngoài nhiều quá. Cũng đừng lạy tôi hoặc bất cứ vị Phật nào. Nếu ở bên trong quý vị gặp được Phật, lúc đó quý vị muốn lạy thì lạy. Nhưng Phật Bồ Tát không kỳ vọng điều này. Họ chỉ mong quý vị dốc lòng vì bản thân mình để quý vị có thể tìm được vãng lai diện mục. Tự mình trở thành Phật, trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Tìm lại tự tánh huy hoàng của quý vị để tự mình giúp đỡ bản thân và những chúng sanh khác. Đó là kỳ vọng của Phật Bồ Tát đối với chúng ta.